Hello bà cô chú anh chị em, xin chào tất cả, ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay thì có tiết mục nấu cháo gà nha các bạn. Hôm nay về nhà thì nấu cái cháo gà ăn cả ngày hôm nay và ngày mai cho 2 ngày liên tiếp. Thì sáng luộc nấu cháo rồi, nấu cháo lên gà mới vừa chín mới vừa vớt ra nè, bốc khói luôn nha. Cay uống cà phê đen không? Có 2 lượt cà phê đen. Còn đây là huyết sắt sẵn rồi. Còn đây thì rau cải, ngò gai, rau năm luôn. Giá hôm qua đi mua, thắm mua về đó, thì để tiết mục ngày hôm nay để nấu cháo, nó lẽ đúng là làm tối hôm qua nhưng mà về khuya, về già trễ đó, cho nên không có nấu, cho nên đợi sáng nấu lại. Với lại bữa nay thì làm có nửa buổi, thấm làm có nửa buổi thôi, cho nên nửa buổi thì nấu, buổi sáng nấu rồi thấm đem đi làm luôn, đem đi ăn, đi đem theo ăn trưa hoặc là ăn rồi thì khỏi đi qua đó, khỏi làm thì làm có nửa buổi thôi, nửa ngày à, cho nên ăn nhà rồi không biết có đem theo hay không thì không biết, khác nữa mới tính đó. Thì nấu nồi chảo nhỏ nhỏ gì đủ vừa đủ 2 người ăn. Nấu nồi chảo nhỏ nhỏ vậy thôi đó, đủ cho 2 người ăn được 2 3 buổi gì đó. Con gà tính nấu nửa con thôi nhưng mà thấy gà còn hơi nhỏ, nấu nửa con cho nên tính để nửa con kho mà có gần, nhưng mà thôi nấu luôn cho rồi khỏi mất công, làm cái nào cho nó tiện nha. Ai gà sapphire, gà sapphire nấu cháo gà sapphire nha, rau răm, muối tiêu, trộn rau răm lên, làm gà sapphire nha các bạn. Ai kêu vậy? Ai kêu? Có đứa nào kêu trong nhà? Có con ma kìa, hay là con mèo vậy? Quay đứng chỗ anh làm gì mình mù tùm lum vậy. Tật thì quay gì nói chuyện cái quay 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 theo cái giận bao nhiêu lần. Cái ý của mình quay á, mình trong mắt của mình, cái tay mình lại đi làm một lượt, chứ khi mình ở ngay hiện trường á thì mình quay nó lẹ vậy đó, khi mà ấy không biết sao bỏ cái phim nó chết, nó quay đùng 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 luôn. Không có đứng chỗ được. Ăn gà sẽ pha. Hả? Ai kêu vậy? Không thấy, ba đang quay phim. Con quay phim không? Ai vậy? Con gì kêu vậy? Đâu à, để cho ba vô bắt nó ra coi. Con gì kêu vậy ta? Sắp xong rồi, sắp có ăn rồi nha các bạn ơi. Giỏi dọn ế gà trộn rau răm. Trộn rau răm, trộn rau răm. Hôm qua Good morning. Đi làm mà gái của Quỳnh Anh á, giờ đi bây giờ ngủ dậy đi làm, mà đang làm không biết cái chị đi làm nữa không. Ủa thì ở với ông này giờ mặt mày thức khuya riết rồi dậy hết nổi luôn, chơi cuối tuần mấy đứa trẻ mà. Ây giờ trời ơi trời ơi, ai xuất hiện vậy? Hello. Không biết rồi. Cưng quá à. Đi đâu vậy? Đi đâu cả? Đi đâu tẹt 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 tẹt. Đi ở đây cuối tuần nó có festival ở đây cuối tuần. Nhưng mà mở nhạc sống nhiều quá, nhạc mướn cái nhạc gì đâu dám quay đâu. Cho nên thôi cũng không có quay luôn, cho nên quay sợ bị mất công, tụi bị cảnh cáo, tụi YouTube nó cảnh cáo mệt lắm. Mùa này là bắt đầu vô Summer tới rồi, mùa hè tới rồi, nghỉ nhiều học lễ, nhiều nhiều trò chơi xảy ra. Có nhiều trò chơi cho con nít. Giống anh này nè, ngày mai đi ngày mai nó đi sở thú. Coi sở thú nhà trường, nhà trường tổ chức đi sở thú. Đứa phải đóng mười mấy đồng chứ, đóng mười bảy đồng đứa đóng, chợ mỗi một thì người đóng 17 đồng,
rồi đó, bao ăn bao nó bao ăn bao uống rồi, coi chừng cũng như bé bé xích vậy đó. Đó giờ thì trường học nó tổ chức ra vậy đó, mấy đứa ừ. nhỏ nó thích đi học. Gáy miếng bột niêm bỏ vô đây. À, bột niêm, bột niêm là bột nào? Bột niêm cái bột hũ bự đó. À, cái là cháo nè, đây cháo rồi có huyết nè, lật đổ tới ba cả gần một lon lon gạo luôn, cho nên nó hết đặc. À. Cái gì? Ai? Muốn nhìn mèo con không? Muốn nhìn mèo con không? Ai ai nhìn? Ba với ông bà cô chú. Ba với bà cô chú hả? Ai làm? Ai làm neo neo đâu? Neo neo gì? Neo gì đâu? Đây cái cây. Trời ơi. À, đẹp quá trời luôn. Ai làm vậy? Mẹ. Ủa làm mà nè, sao ba không biết vậy? Thì, hôm qua. Hôm qua hả? Hôm qua. Hôm qua là yesterday phải không? Yeah, yesterday, hôm qua. The bad day. The bad day. Hôm qua nói cho bà con chú nghe coi ai cho tiền con. Ồ, có người cho tiền nữa hả? Ai? Ủa con gái đó làm gì cho tiền con? Con hét mẹ. Ồ con hét mẹ làm gì hét mẹ? Con quên. Con quên con làm gì? Dọn dẹp đồ. Con clean up hả? Con clean up cho em đồ làm dẹp nước sơn lấy màu rồi đó. Con thấy dễ thương quá là cho nó 2 đồng. Trời ơi. Thương ba vậy đó hả? Nó muốn lấy tiền để làm mua cái nó mua quà. À. Nó nói không lấy thì nó đâu có tiền đâu nó mua. Thì nó mua. Chị... nó xong mà sao mà con khôn quá vậy? Khi nào mua cho ba? Khi nào mua cái tiền cho ba? Khi nào birthday của ba? Ngày mai rồi, birthday rồi. Anh đúng. Anh nhớ how long is gonna be your birthday? How long? It's after Father's Day. How you know? After Father's Day. Father's Day là tháng 5 đó. And I know what is mommy's too. When? It's after Mother's Day. Ooh, today Mother's Day phải không? Today or next week? Next week, huh? Daddy, is it this day tomorrow we're going to Louisiana? Leave right here. See? Louisiana. See? Tomorrow. Ồ, ăn cháo cháo gà. Ồ, cháo gà, cháo gà. No. Ngon lắm á. Trời, sáng sớm mới ăn kẹo rồi. Mở mắt ra ăn kẹo liền à. Hay ghê vậy. À. Rồi. Có ăn rồi các bạn ơi. À. Gà sapphire. À. Rau thơm. Dạ rồi. Múc prato là ăn nha. Jungle. You have to go to this workout. Look. À, biết rồi. Ok, đây. À, đây. Có cháo ăn rồi nha. Rồi, có cháo gà. Rồi, chuẩn bị ăn nha các bạn. Mời các bạn dùng dùng bữa nha. Cái này là gia đình Lộc ăn sáng đó nha. Rồi, xin mời. Bỏ mẹ nhà ăn mình hả? Buồn quá vậy. Bỏ ba luôn hả? Đi cho ba đi theo không? Cái gì nghiên chuyện bên trời. Cho ba đi theo nữa nha. No, Mỹ. Cái gì? Miss John sao? John có hiểu tiếng Miss John không có hiểu tiếng Việt cho nên không cho mình đi. Có phải đi với bạn ở Louisiana ngày mai? Con ready chưa? Chưa. Vậy hả? Mai á. Vậy sao đi? John chưa ready sao đi được?
vậy để ba đi nha. Đâu cha đi, ba không có, ba không có ID á. ID mà phải có đi. Có cái ID mới đi được hả? No, ở nhà mình ở trường á, mà phải đem ID á. Ừ. Con ăn miếng cháo nha. No. No. Mời ở nhà ăn cháo. Ừ. Ngon quá, giống như cháo lòng vậy đó. Cái mùi, cái mùi giống như cháo lòng nha. Ăn cái mùi này nhớ cháo lòng, thèm cháo lòng. Nấu cháo rửa vậy thôi. Nấm quá. Nấm mà nấm. Cháo uống cà phê nè. Này uống phê không? Ừ. Cho ăn cục đá. Lấy đá ha. Con muốn ba nhìn không, mình lấy muốn ba phải đi workout for a long. Nhìn ba workout nữa. Đúng nhìn rồi. Nè, nhìn nè. This is how you get strong nè. Nhìn nè. Workout mới có muscle đó. Muscle stronger in ba, 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 ba. Ba đánh lợn luôn được luôn hả? Đánh người ta luôn hả? Trời ơi, muscle bự quá đi đánh lợn với người ta bị bắt làm sao? Cảnh sát bắt làm sao? No, mình only lấy. But that's okay, but ba không có đi đâu. Ba không có đi đâu. Nhìn nè, nhìn nè. Nhìn nè. Khu vậy. Wow. Đó, ba đi work all day giống vậy rồi, ba có muscle đó. Nhìn nè, nhìn nè. Chỉ cho bà chú coi kìa. Ba. Bự lên luôn kìa. Anh này cũng phải đi tập bự giống vậy nha. Em đi. No. Sao vậy? Con thích bự. Nhìn nè, nhìn đó. Nó đeo cái đầu tay nó là. Bé nè. Trời thấy rồi. Ui ui. Quá cho bự luôn. Nhìn nè. See? Khu quá. Bự hơn ba luôn. Con biết người đó luôn hả? Cho con biết. Tại nó gọi con. Ồ. Rồi con làm gì? Nó kêu con đi tập thể dục mà. No, con đi đó last time. No, con đi đó a long time ago. Like con phải á. Vậy con ăn sáng không? Ăn gì nè? Ăn này không? Ăn thịt không? Thịt gà nè, này gà nè. Mẹ. Ăn gì? Muốn bếp cành. Bếp cành ăn gì? Có nhà bếp cành hoài vậy? Ăn bếp cành với gì? Một mình. Ăn bếp cành không á, một mình. À, muốn uống. Uống đi. No. Vậy con uống gì? Uống sữa nè. Sữa là ăn cái gì? Ăn khoen khác nha. No. Hấp mình khác rồi. Ăn mày ăn gì? Eggo. No. No Eggo. Uống sữa không hả? Hả? Con muốn ăn gì? Hết uống nữa, còn mà nhiều lắm mà. Sữa còn nhiều mà. Hết rồi mày mua cái khác.
to get strong. Con sao con strong được, con phải tập chứ. Con phải tập chứ. You have to work out too. I went there a long time ago, Daddy. You keep going every day. Look. Wow. I went there a long time ago. Ba cũng có vậy. I went there too. What? I went there too. What? I went there too. No, you didn't. I didn't see you. I went there like, look, see? I didn't see you. I went to the different one. I went to meet him. Oh. Look. Ba bự. Ba bự là tí. I can do it a little bit because I'm a little kid. Phải không? Ồ, có kìa, trời ơi. Sao bự dữ vậy? Bự chưa? Thế này bự cho bà con. Nó đem cái headphone vô. Nó nói chuyện la đâu nghe đâu, nói chuyện nó đâu nghe, tự nó đâu nghe nó nói đâu, nó phải la. You talk about balloon, no. We don't talk about balloon, no. It's my wedding day, it's a wedding day. It's a wedding, I don't know. Anh ăn ngon không kìa? Ăn được nó mặn chút. Gì mặn? Thật, nó làm bụng bởi ăn ngâm trắng nè. Hai mắm ngon. Ok, thấy anh bỏ bột nêm hơi nhiều á. Bột hơi nhiều hơn. Cái này hả? À, những cái nước mà bỏ vô cháo á. Trộn với cháo thì được. Dừa. Bỏ vô cháo không? Trộn, trộn bỏ vô cháo lại cho nó lạc cái bớt. Ok. Anh nghĩ nó mới đều, nó lạc nó mà. Ừ, trộn không được. Ăn đi, ăn này không? Cái gì miếng gì xanh xanh không? Miếng gì xanh xanh? Ngay chỗ em này, miếng gì xanh xanh? Đèn cá. We don't talk about who, no. We don't talk about who, no. Ăn sớm mà ăn ngon. Ăn sáng. Đây là ăn sáng quen. Không đều. Chỗ vừa ăn không sợ mà. Thành phố Mưu Sinh này cũng có nhiều chỗ triển lãm luôn. Nào em có đi đâu biết. Em về anh coi em vừa đi chứ em có biết đâu. Thấy em hơi xa. Xa à? Ở đâu mà xa? Trăm mấy cây số. Chịt nè. Đây là mai. Rồi đi xuống nào. Đi xuống nào rồi đó. Miền Nam, nó nằm ở dưới miền Nam Louisiana.
biết rồi. Mấy tài tử, mấy ngoại tài tử ca sĩ Britney Spears này kia, nó có nhà triển lãm của nó riêng. Nhưng chắc Nữ Linh quá. Dạ. Nữ Linh với đâu trên này? Chắc nó thành phố lớn. Ừ. Nữ Linh như trung tâm của nó. Đang không? Ca sĩ Britney Spears này, nó có những cái hình nhỏ này của nó, từ đây nó ca sĩ nổi tiếng. Hồi xưa nó nổi tiếng, xong cái dính líu vô cái xong thời gian đâu nó năm, lúc nó 18, 19, 20 gì đó, nó cũng đã là đi được rồi, vừa làm ca sĩ mà vừa hát, rồi rượu bia, rồi chơi rượu bia, chơi 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 này chơi nhau, ăn chơi quá trời quá đất, cho nên bị dân chúng dàn pha sùm hết. Rồi cái bắt đầu đi vô trường cai, vô ra mấy lần luôn, vô ra mấy lần trường cai xong cái bỏ được từ cái lớn rồi khoảng đâu mấy năm sau đó, rồi ra hát lại, bỏ mấy năm đó. Có cái triển lãm nhỏ, cái hình nó đúc từ nhỏ tới lớn luôn. Chắc ở dưới Nữ Linh nhà chung là riêng tính điện như đó mà. Ê, còn đi bây giờ hồi năm nào hả? Có không? Hồi năm nào tới giờ không biết, anh chứ con ở đâu thấy đi. Chừng nào đi thì mới còn hết. Mình, nhưng mà cái đó cái nhà nó ra hồi nào không biết, nhưng mà nó có hình của nó này kia từ lúc nhỏ cho tới lớn luôn. Quần áo lúc mà nó đi đi ca đó, đi còn toàn thế giới. Chắc mấy chục năm về trước. Nó nó mới năm nay nó khoảng ba mấy tuổi, 30. Cảm ơn hả? Nó bằng bằng mấy dưới 40, cả 40 dòng. Anh ăn nữa không nè? Anh thích ăn cháo không? Nhưng sớm quá ăn vô. Sớm ăn sáng quen. Sớm quá ăn vô. Ăn cá, ăn thịt thì được. Anh đang tô này nhiều quá à. Ăn hỏi tiêu hết gì đâu, ăn gán ăn tô dính hết rồi. Đừng nói muộn đi. Nó quýt rồi đó, ăn hết đi. Ăn quýt, bỏ cháo. Bỏ gạo nhiều quá. Bỏ ba chung thôi. Nhiều quá, nhiều ăn hết rồi. Ba chung đã tăng lon gạo rồi. Lon lửa ăn nhỏ đó không? Biết anh tưởng nó biết không? Nó đặc đặc định nấu được đặc ăn nhé. Ngon da cái đó. Ngon cơ mình. Qua thằng Phước hỏi mai đi làm nữa không? Nó nói đi. Phước Phước tiện mà. Phước hỏi ba con đi làm không, nó nói đi. Cô nhỏ mới làm không thấy rồi sao vô làm vậy? Như nó đi học vừa làm sao? Rồi. Bữa làm bữa nghỉ. Rồi, khó khăn. Xong. Xong rồi đó. Anh vô sớm quá.
Nì ba ông bà cô chú à. Ba ông bà cô chú à. Có gì vậy? Ba chặt không ba? Nó hét nữa. Tập xin chào bà cô chú anh chị em nha. À, phần ăn sáng đã xong rồi đó. Xin chào tất cả. Ông bà cô chú sức khỏe dồi dào. Nhớ ủng hộ anh Lộc nha. Anh Lộc bây giờ rớt view dữ rồi. Anh Lộc từ viên tự diễn rớt view. Chào chị nhỏ.